tin dự đoán thời tiết của kênh truyền hình Cá TV. Các tỉnh miền Bắc có thể có mưa rào trên diện rộng, tỉnh nào không có mưa thì bỏ qua. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đêm không nắng, ngày không sao, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 17 độ, đo trong phòng có gắn máy lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 100 độ, đo ở biển ấm nước sôi. Tại khu vực phía Tây Bắc có mưa rào, rải rác và dông nhiều nơi nhưng hiện chưa biết nơi nào xuất hiện hiện tượng băng tuyết ở tủ lạnh và nhà. Ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận đêm không mưa nhưng cũng có lúc có mưa, ngày nắng nhẹ, lâu lâu thì nắng gắt, biển động dịu dàng nhưng có lúc không nữ tính cho lắm. Áp thấp nhiệt đới hội tụ với nguy cơ hình thành cơn bão. Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió giật cấp 2, cấp 3, có khi lên đến cấp đại học thì không lên cao học nữa. Đặc biệt, cơn bão có rất nhiều tâm bão nên không biết sẽ đổ bộ vào đâu. Tuy nhiên, cũng đề phòng trường hợp bão không vào đất liền mà quay ngược lại 180 độ trở về quần đảo Philippines. Vì vậy, cơn bão đã đi qua, người dân cũng cần cảnh giác bị bão quay lại. Xin cảm ơn các bạn.